Hôm nay giới thiệu các bạn một âm ly đến từ Đài Nông. Nó có cái công suất rất là lớn, 250W, và con này chạy được 2 tấn phô. Nó là một phiên bản giống như 1500 R2 La Mã, nhưng mà là phiên bản xuất châu Âu nên điện 230V, rất là dễ cho các bạn xài. Và đặc biệt con này có mức giá rẻ hơn Đài Nông 1500 R2 La Mã rất là nhiều, nó chỉ là 7 triệu rưỡi thôi. Thì với mức giá này thì các bạn đã sở hữu một con âm ly 250W, 2 tấn phô, có low net, và chúng ta hoàn toàn có thể chơi những dòng loa như RBL, như Calip, như Pioneer rất là hay. Nó có cái độ lực rất là căng, rất là chắc. Con này thì nó có cái mặt phay nhôm vàng rất là đẹp. Thì với cái thiết kế này thì các bạn để chung với những cái đầu đĩa màu trắng, những cái đầu đĩa AC thì chúng ta nhìn nó rất là sang trọng luôn. Mình quay từng góc cạnh cho các bạn xem nha. Thì nó màu vàng, nó quan trọng là mặt tiền còn rất là đẹp. Phía trên thì cũng có vài lấm tấm nhỏ xíu, nhưng mà thật sự thì nhìn gần mới thấy, mình rất là tỏa mắt nhưng mà mình quay lại gần mình mới thấy thôi. Chúng ta nhìn sâu vào bên trong, chúng ta thấy được hai cái tân phô này. Mình đang kết nối dây sẵn rồi, lát nữa mình test luôn. Điện 220. Với cái con âm ly này thì các bạn mình sẽ ghép với đôi loa JBL luôn. JBL L7 cực kỳ khủng, để thử nghiệm chất âm của nó đánh hay như thế nào. Thật sự mà nói thì sẽ không ra hết được âm thanh của đôi loa này, nhưng mà nó cũng thể hiện được rất là hay luôn. Tất nhiên khi chúng ta mua một âm ly 7 triệu mấy, 7 triệu rưỡi này, thì các bạn sẽ tính đến chuyện đánh những cái đôi loa khoảng mười mấy triệu đổ lại thôi. Nhưng mà cái video này thì mình test luôn với đôi loa lớn tiền, thì một cái âm ly đã đánh được loa lớn tiền rồi thì chúng ta không ngại ngần gì đánh những cái đôi loa rẻ tiền hơn. Và lưu ý là mức giá 7 triệu rưỡi nha. Bây giờ mình sẽ test âm thanh. Okay, bây giờ mình đã test con Đài Nông 1055R. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm số điện thoại dưới góc màn hình nhé. Trong màn tối những mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối, những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hoa châu.
đâu. Mình sớm nè.